Giới thứ hai, không trộm cướp. Phàm vật gì có chủ thì không được cố tâm trộm lấy. Nếu tự mình lấy, hoặc bảo người lấy, phương tiện lấy, dùng chú để lấy, người gửi mà lấy, mê hoặc để lấy, lừa gạt lấy, thiếu nợ không trả, trốn thuế, dối đò, vân vân, khiến người khác mất của thì đều gọi là trộm cắp. Không trộm cướp cũng là một điều Phật chế trong ngũ giới. Trong chương 4 loại thanh tịnh minh hối của Kinh Lăng Nghiêm, từng điều trong đó là sát sanh, trộm cướp, dâm dục, vọng ngữ. Đây là bốn điều thuộc về giới căn bản. Thế nào gọi là trộm cướp? Trong đây nói, phàm vật gì có chủ, tức là phẩm vật có người làm chủ. Quý vị cũng biết nó có chủ, mà còn khởi tâm tham. Bất kể tham cái gì, tham đồ vật tốt, tham phương tiện dùng tốt, nói chung không có sự đồng ý của chủ nhân mà lấy dùng, đó cũng thuộc về trộm. Trong đây đặc biệt nhấn mạnh cố tâm trộm lấy. Cố là cố ý. Cố ý là biết rõ nó không phải của quý vị, là của người khác mà còn lấy. Đó là cố ý. Tâm trộm là như thế nào? Quý vị thật có tâm trộm cắp, tham tiện nghi, tham tiện lợi, tham những phẩm vật, vân vân. Khởi lên tâm như vậy, lại thực sự làm ra hành động để chiếm dụng, như vậy đều thuộc về trộm cướp. Cũng như giới không sát sanh ở trước, Đại sư Ngẫu Ích cử ra những phương thức khác nhau của trộm gồm có: tự lấy trộm, tức chính mình lấy trộm, hoặc bảo người khác trộm, chính mình không ra tay mà dạy bảo người khác ra tay để lấy trộm, hoặc phương tiện trộm là dùng cách thức hay thủ thuật xảo trá để cưỡng lấy. Đó là thuộc về phương tiện trộm. Giảng đến đây, tôi nhớ đến một câu chuyện có thật do một vị đồng tu kể cho tôi. Đó là ở nước Mỹ có một người già bị bệnh tim, thường hay đến bệnh viện để trị bệnh. Người già đó từ trẻ tuổi đã có thói quen mua vé số, như vé số có 6 chữ số ở Trung Quốc. Đi mua loại vé số đó. Mỗi lần nhận lương tháng thì ông ấy liền đi mua, mua một vé, hai vé. Ông ta cũng không hy vọng trúng, do thói quen mà mua thôi. Trước giờ đều chưa có trúng lần nào, nhưng ông vẫn cứ thường mua như vậy. Đến một ngày, bệnh tim của ông tái phát, phải đến bệnh viện để điều trị. Bác sĩ chủ trị cho ông, giúp ông cách ly, bởi vì khả năng là khá nghiêm trọng. Gia đình ông cũng không được tùy tiện tới thăm ông, vì lo ngại sẽ làm ảnh hưởng, khiến bệnh tim ông phát mạnh thì người sẽ qua đời. Cho nên bác sĩ chủ trị ở nước Mỹ rất có trách nhiệm, liền cách ly gia đình ông, cách ly trong phòng bệnh. Kết quả sau khi gia đình ông nhận được một bức thư của hội sổ số gửi cho ông, báo rằng ông là người đã trúng thưởng rồi.
mà giá trị trúng rất lớn, thí như 100 triệu đô la. Số chính xác thì tôi quên rồi. Tôi giả sử là 100 triệu đô la. Đây là giải thưởng lớn. Gia đình ông đương nhiên rất vui mừng. Nhưng nghĩ có nên báo cho ông ấy biết, bởi vì bệnh tim của ông ấy rất xấu. Đây là một tin tức tốt đối với ông ta. Báo cho ông biết thì có thể làm cho bệnh tim của ông phát mạnh, dẫn đến mất mạng. Nên tìm cách để nói với ông ấy, nhưng phải được sự đồng ý của bác sĩ chủ trị. Nếu bác sĩ chủ trị cho phép, có thể nói với ông ấy, thì liền sẽ nói cho ông ấy. Lúc đó, người nhà ông lão cầm vé số trúng thưởng và thông báo trúng giải đến nói chuyện với bác sĩ chủ trị. Nói chúng tôi là người nhà của ông lão, không biết tâm trạng của ông lão có thể nhận được tin vui hay không. Bác sĩ nói, không được, không được. Nếu như nói với ông ta, sợ rằng ông ta sẽ khó giữ tánh mạng. Trong bệnh viện cũng biết rằng tâm trạng buồn vui quá mức đều ảnh hưởng tới tim. Cho nên có thể vì vui mà chết. Lúc bệnh tim đang tái phát thì không được. Sự việc vui quá đều phải giữ lại sau này mới nói. Kết quả bác sĩ chủ trị không đồng ý cho họ. Người nhà ông lão liền nài nỉ. Bác sĩ có thể thăm dò một chút được không? Nếu như ông lão tiếp nhận được thì nói với ông ấy. Không tiếp nhận được thì tính sau. Đợi khi ông hồi phục rồi nói. Vị bác sĩ người Mỹ đó không còn cách nào. Nên cầm lá thư đó và vé số trúng thưởng đi đến phòng bệnh. Nói với họ, các người không được đi, chỉ một mình tôi đến thăm dò ông ta thôi. Nhưng trong quá trình đi, đột nhiên vị bác sĩ đó nảy sinh ý nghĩ xấu. Vé số ta cầm trên tay. Ai mà cầm vé số này thì tiền về người đó. Tuy nhiên, trên mặt nó đã có ghi tên người mua rồi. Xong có thể nghĩ ra cách để chia phần. Liền đến xem ông lão đó, nói chuyện với ông ta. Ông lão à, bệnh tim của ông hiện giờ chúng tôi đều rất lo lắng. Không biết ông có thể chịu đựng được những áp lực bất ngờ không? Ông lão nói, không sao đâu, tôi đều đã quen rồi. Đó là chuyện nhỏ. Tôi hiện giờ xem tất cả đều bình thường. Không có gì làm tôi vui quá hoặc buồn quá được. Bác sĩ nói, có thật không? Nếu như bây giờ có người nói với ông là ông đã trúng số đặc biệt, được 100 triệu đô la, thì ông có chịu đựng được không? Ông lão cười, được rồi, không có đâu. Tôi đã mua vé số cả đời rồi, không có trúng một lần nào. Mà dù có trúng đi nữa, tôi cũng không có quá vui hay quá buồn. Bác sĩ nói, có thật không? Thật mà. Giả sử giờ nói với ông đã trúng giải thì ông làm sao? Trúng lớn đi nữa thì tôi có thể mau chóng đem nó cho đi. Ông lão rất hào phóng. Bác sĩ nói, tôi không tin. Nếu như ông không phải vậy, chúng ta làm thử xem. Trước hết, ông viết một bức thư, nói ông đem giải thưởng chia cho người khác. Ông lão nói, như vậy, tôi chia cho ông. Nếu như tôi đã trúng giải thì tôi chia cho ông một nửa. Ông lão không chút do dự. Bác sĩ đó rất vui, liền đưa giấy bút cho ông lão. Ông lão mau chóng quậy bút viết ra. Nếu như tôi trúng số rồi, tôi đem chia một nửa cho bác sĩ tên đó. Lấy đây làm chứng. Kết quả, ông lão qua đời. Đột ngột, vị bác sĩ Mỹ đó ngất xỉu. Vì bị cơn đau tim. Đó là một câu chuyện hài. Thật ra, đây là nói lên một sự thật. Là việc gì? Là phương tiện lấy. Ông bác sĩ nghĩ ra thủ đoạn để lấy tiền của người khác. Thật ra, quý vị nên biết rằng, tất cả tiền của quý vị thì sẽ là của quý vị. Nếu quý vị dùng thủ đoạn lừa đảo để chiếm lấy được,
mà trong mạng của quý vị không có được số tiền đó, thì quý vị liền bị bệnh tim, quý vị liền ngất xỉu, thậm chí có thể mất mạng. Cho nên tiền nhiều sẽ đè chết người. Cổ nhân nói với chúng ta không nên lấy của bất nghĩa, của cải không phù hợp với đạo nghĩa. Nếu lấy rồi thì không phải là phước mà là họa, gọi là hung tài. Tiếp theo, dùng chú để lấy, là dùng chú thuật làm mê huyễn người để lấy tài sản. Thí dụ như tôi dùng chú thuật làm cho quý vị mê, sau đó khiến quý vị viết ra để chứng minh quý vị sẽ chia tài sản cho tôi. Đó là thuộc về dùng chú để đoạt lấy. Người ta không cam tâm tình nguyện cho. Người gửi mà lấy, người khác gửi đồ gì đó cho quý vị giữ, không có nói là cho quý vị, nhưng quý vị thấy rồi lại sanh tâm muốn trộm lấy, đem nó quy về của mình. Đó là thuộc về trộm cắp. Tiếp theo, mê hoặc để lấy, đó là dụ dỗ lừa gạt. Xã hội ngày nay có rất nhiều vấn đề như vậy. Thí dụ như quý vị bán sản phẩm kém chất lượng, hàng giả, không chỉ là kém chất lượng mà có thể hại người mua. Như trước có sữa bột nhiễm độc chất melamin, quý vị thấy đó không phải là hại người sao? Quý vị làm giả, giả tốt một chút thì chưa đến nỗi hại người. Quý vị làm kém chất lượng hơn nữa thì còn thêm hại người. Đó không chỉ là trộm mà còn phạm giới sát rồi. Đây là vì tiền mà hại mạng. Hiện nay thực phẩm rất không an toàn. Ngay cả gạo, bánh, dầu ăn đều không đúng chất lượng, khiến quý vị khi ăn thì không an toàn chút nào. Cho nên quý vị thấy ngay cả Thủ tướng Ôn Gia Bảo cũng đề xướng: dân dĩ thực vi thiên, thực dĩ an vi tiên. Tức dân lấy ăn làm trời, ăn lấy an toàn là đầu tiên. Thật sự trong quá khứ ít có nghe nói thực phẩm lấy an toàn là đầu tiên, bởi đây là chắc chắn, đâu cần phải nói tới. Nhưng vì sao hiện giờ đã đề xướng như vậy? Vì không an toàn nữa. Đó đều thuộc về trộm cắp, lại còn thêm sát sanh, giết người. Mê hoặc còn là gạt người, dùng thủ đoạn lừa gạt, dối gạt để lấy cũng thuộc loại lừa dối. Thiếu nợ không trả, tức là thiếu nợ nhưng không chịu trả. Tiếp theo là trốn thuế. Điều này hiện nay rất nghiêm trọng. Người học Phật tuyệt đối không thể trốn thuế, lậu thuế. Có bao nhiêu thuế của đất nước thì phải lão lão thật thật mà nộp. Thật sự trong đời quý vị có bao nhiêu tiền ở trong mạng thì sẽ có bấy nhiêu. Quý vị làm người rất thật thà thì tiền đó sẽ đến đủ. Nếu như trong mạng quý vị vốn có, thí dụ là 10 triệu, nhưng do quý vị dùng những thủ đoạn để tranh đoạt, trộm tiền, thì phước báo vốn có trong mạng của quý vị đều bị tổn giảm, có thể biến thành 1 triệu. Quý vị còn cảm thấy mình rất tuyệt vời. Bạn xem tôi đã tranh được 1 triệu. Nhưng thực tế trong mạng của quý vị có 10 triệu. Quý vị phải làm người lão lão thật thật, không che đậy giả dối, không có những hành vi trộm cắp, trốn thuế, thì quý vị sẽ được 10 triệu. Nếu như quý vị lại còn có thể bố thí càng nhiều thì tiền tài của quý vị sẽ càng nhiều hơn, có thể lên 30 triệu. Cho nên phải hiểu rõ chân tướng sự thật này. Bố thí là nhân, được giàu sang là quả. Lấy trộm tài sản của người thì mình biến thành nghèo túng. Dối đò, đây là thuộc về lừa dối người khác.
là đi qua đò, qua phà không trả tiền. Đương nhiên có thể mở rộng là sử dụng dịch vụ người khác đáng lẽ trả phí mà quý vị không trả phí. Thì đó là thuộc về dối đò. Hoặc là giả danh nghĩa người khác để trả phí ít hơn. Đây đều thuộc về trộm. Khiến người khác mất của. Người ta bị quý vị trộm lấy tài sản, thật sự đã hao phí mất tài sản, như vậy đều gọi là trộm. Giới luật nói được rất tỉ mỉ. Quý vị có tâm trộm để lấy thứ gì của người khác, thì về sau vẫn phải hoàn trả. Hễ quý vị chiếm dụng mà không thông qua sự đồng ý của người khác, người ta không cho phép quý vị, quý vị còn đi chiếm dụng, thì đó cũng là trộm. Thí dụ dễ hiểu là, giả sử như chiếc đồng hồ ở đây là của thường trụ, hiện đang để trên bàn. Tôi muốn xem giờ mà tôi không có đồng hồ. Đồng hồ này là của thường trụ. Giả như thường trụ này có quy định rõ ràng không được tùy tiện sử dụng đồ của thường trụ. Quý vị không có thông qua đồng ý của thường trụ mà cầm đi nơi khác để xem giờ, sau đó để lại chỗ cũ, đó cũng là trộm. Vì sao vậy? Quý vị tham phương tiện đó, có tâm trộm, thật đã có hành động rồi, gọi là thay đổi vị trí, đem nó đi chỗ khác, sau lại đem về chỗ cũ, cũng không được, cũng là trộm rồi. Bởi vậy, giới luật rất chi tiết cụ thể. Đương nhiên, đó là tội khá nhỏ, bởi vì thật sự không lấy đi. Quý vị lấy đi rồi thì mới gọi là trộm vật của thường trụ. Trộm vật của thường trụ thì tội rất nặng. Vật của tam bảo, của thường trụ thì chủ nhân là thuộc về của thập phương. Quý vị trộm lấy dùng thì giống như mắc nợ tiền của thập phương. Nếu như quý vị trộm lấy tài vật của một người thôi, thì tương lai quý vị cũng phải trả lại cho người đó. Nếu như quý vị thiếu nợ vật phẩm của mười phương thường trụ tam bảo, Phật Pháp Tăng, thì món nợ đó thật khó trả xong. Vì tất cả Phật, Bồ Tát, Thánh Hiền Tăng ở khắp hư không pháp giới đều là chủ nợ của quý vị. Đương nhiên các ngài không có ý niệm hướng đến quý vị đòi nợ, nhưng quý vị thật sự thiếu nợ đó. Trong kinh nói, tội đó là đọa địa ngục A Tỳ. Dù chỉ lấy cắp một vật nhỏ như cây kim, sợi chỉ, bởi vì phạm vi liên quan rất rộng, cho nên Bồ Tát Hoa Tụ, đây là một Bồ Tát đẳng giác, từng nói, nếu như có người phạm tội ngũ nghịch, giết cha hại mẹ, làm thân Phật ra máu, phá hòa hợp tăng, giết A-la-hán, năm nghịch tội đó đều đọa vào địa ngục vô gián. Người tạo tội ngũ nghịch, tôi còn có thể cứu, Bồ Tát còn có thể cứu. Nhưng nếu là trộm vật của thường trụ thì tôi cứu không được. Quý vị nghĩ xem tội này nặng hơn năm tội ngũ nghịch. Cho nên đây là điều rất quan trọng. Liền thực sự đem tâm trộm trừ đi, tuyệt không dám tham chiếm dụng. Đã thực sự đem tâm tham chiếm dụng buông xuống, thì quý vị liền có thể giữ giới không trộm cướp được viên mãn. Mọi nơi đều không chiếm tiện nghi của người khác, không chiếm của quốc gia, của tam bảo, không thủ đoạn đầu cơ chuộc lợi. Càng không được có ý niệm giả dối lừa gạt, tâm địa ngay thẳng, quang minh lỗi lạc, thì mới trì tốt giới trộm cướp này.
Đoạn tiếp: lấy giá trị 5 tiền, tức 8 phân bạc trở lên thì phạm trọng giới, bị mất giới sa di, không thông sám hối. Lấy từ 4 tiền trở xuống thì phạm trung tội. Lấy 2 tiền, 1 tiền thì phạm hạ tội. Cho phép sám hối để diệt đi tội phạm giới, nhưng tánh tội không diệt, phải thêm lời mà trả. Nếu không trả nợ đó thì đời sau chuyển thành nặng, theo lý không thể trốn được. Đầu tiên, giá trị 5 tiền. Đây là giá trị của vật. Nếu như là 5 tiền, 5 tiền này là loại tiền tệ dùng trong thời cổ Ấn Độ. Rốt cuộc là bao nhiêu? Đại sư Ngẫu Ích trong đó nói tức 8 phân bạc. Đây cũng là thời cổ. Số tiền đó có thể mua được bao nhiêu thứ, tương đương bao nhiêu nhân dân tệ hiện giờ, thì chúng ta không thể khảo cứu, nhưng có lẽ là rất nhỏ. Bởi vì 8 phân còn chưa được 1 tiền. Tám phân bạc cuối cùng là bao nhiêu thì tôi cũng không thể nói chính xác được. Giá trị có thể rất thấp. Nếu như tôi coi 5 tiền đó thành 5 tiền bạc để tính, là dùng giá trị tiền ngày nay để tính. Hiện nay 1 gram là 99,49 bạc. Bạc trắng thì đại khái 1 gram là 3 đô la. Tạm đại khái như vậy. Nếu như 1 tiền thì bằng 3.125 gram nhân với 3 đô la. 5 tiền cũng là chưa tới 10 đô la. 1 nhân dân tệ chưa tới 10 đô la. 5 tiền cũng chưa tới 50 đô la. Hay nói cách khác, nếu quý vị lấy trộm vật gì có giá trị đến 50 đô la, thì là phạm giới trọng rồi. Phạm tội vậy là tội trọng. Mất giới sa di, không thể sám hối. 50 đô la là bao nhiêu? Đại khái một chiếc đồng hồ cũng có thể là 50 đô la. Tại Hương Cảng thì 50 đô la không mua được nhiều thứ. Đại khái có thể mua một hộp cơm. Quý vị trộm một bữa ăn thì liền phạm giới sa di, không thông sám hối. Người phạm giới này phải diệt tẩn, trục xuất ra khỏi tăng đoàn, không lại làm người xuất gia. Cho nên Đại sư Hoằng Nhất nói, trong 10 giới, khó trì nhất là giới trộm cắp. Vì sao? Vì rất dễ phạm. Bởi trộm cắp, quý vị chỉ cần không để ý một chút là sẽ phạm trộm cắp. Nên đối với mọi vật đều phải rất cẩn thận, phải đem tâm tham lam bóp chết đi. Tôi cung cấp cho quý vị một công án. Ở trong Sa Di Luật Nghi Yếu Lược Tăng Chú, chuyện này cũng dẫn ra từ Kinh Phật. Nói rằng có một Sa Di vào thời Phật Ca Diếp xuất gia làm Sa Di, trông coi vườn trái cây. Đại khái là được giao nhiệm vụ giữ vườn trái cây ăn quả cho thường trụ. Vị Sa Di ấy có một ngày nọ thấy trái trên cây, liền muốn hái trái cây đó đem cúng dường cho sư phụ của mình, mà không có bẩm báo với thường trụ, không có thông qua sự đồng ý thường trụ, tự mình lên cây hái lấy 7 trái, sau đó mang đi cúng dường cho sư phụ. Kết quả vì tội trộm cắp đó mà bị đọa vào địa ngục, chịu vô lượng khổ, mỗi ngày đều phải nuốt viên sắt nóng. Những viên sắt được đốt nóng đỏ rồi cho vào miệng bởi những ngục tốt.
Sau khi ăn những viên sắt đó thì toàn thân đều bị thiêu cháy nát, từ bên trong ra bên ngoài, chịu đau đớn vô cùng. Từ thời Đức Phật Ca Diếp là vị Phật trước Thích Ca Mâu Ni Phật, cách thời chúng ta thời gian rất lâu rồi. Sau Phật Thích Ca Mâu Ni là Đức Phật Di Lặc, thời gian ở giữa cách nhau là 5,6 tỷ 70 triệu năm. Đại khái Đức Phật trước cách Đức Phật sau thời gian rất xa. Trong thời gian lâu đó bị chịu khổ trong địa ngục. Quý vị thấy, lấy trộm có 7 trái cây mà mình còn không ăn, để đem cho sư phụ ăn cũng không được. Tất phải thông qua sự đồng ý của thường trụ. Cho nên phải thật đem tâm trộm cắp trừ đi. Nếu không loại trừ đi thì tội nghiệp này có thể chịu. Còn có kinh nói, một vị sa di cho một người xuất gia đến cúng dường đồ ăn. Đưa bánh mật, đại khái như ngày nay chúng ta nói là một loại mứt, dạng như mứt làm từ trái hồng, rất ngon ngọt. Nó có thể làm ra từ đường mật để cúng dường cho mọi người. Đó là vật của thường trụ. Kết quả vị đó cũng không thông qua sự đồng ý, tự mình lấy hai cái để ăn. Cũng vì tội này nên vị đó đọa địa ngục. Ở trong địa ngục, vị đó có hai bánh xe lửa lớn, hai bên sườn để thiêu đốt. Bởi vì khi lấy bánh mật, vị ấy kẹp ở hai bên nách, vị ấy bị xe lửa thiêu đốt, khổ đau không thể chịu nổi. Tôi tin một cái bánh mật còn chưa tới 5 tiền. Đó là nói 4 tiền trở xuống thì phạm trung tội. 2 tiền, 1 tiền đều phạm hạ tội. 1 tiền đại khái chưa đến 10 đô la nhân dân tệ. Nếu như dùng bạc để tính, không biết có thứ gì còn giá trị cao hơn bạc không? Vì Ấn Độ lúc đó lấy vỏ ngao, vỏ hến làm tiền tệ. Bạc có giá trị cao hơn. Tính là bạc thì một tiền bạc cũng không đến 10 đô la. Quý vị lấy 10 đô la thì cũng giống như phạm hạ tội, còn có thể sám hối, cho phép quý vị sám hối. Nhưng tuy đã sám hối rồi, chỉ có thể diệt tội phạm giới. Còn tánh tội thì không diệt, tương lai quý vị vẫn phải trả nợ. Tánh tội là bất kể quý vị có thọ giới hay không thọ giới, hễ phạm đều có tội, đều phải trả nợ. Vả lại còn phải đền bù cộng thêm lời, thêm lãi. Quý vị nghĩ xem, nếu lãi suất cho việc quý vị lấy trộm bình quân mỗi năm là 1%, nếu đời này quý vị trộm mà nhiều đời nhiều kiếp sau mới trả, đó là bao nhiêu năm? Quý vị tính ra được con số rất lớn. Lãi suất này là càng cao rất nhiều. Cho nên nếu không trả nợ đó thì đời sau chuyển thành nặng. Theo lý không thể trốn được, không thể phủ nhận được. Có nợ tất phải trả. Đoạn cuối cùng, nếu trộm mà chưa được thì phạm phương tiện tội, phải tha thiết sám hối mới miễn khỏi đọa lạc. Đã có tâm trộm cắp, lại còn đã ra tay hành động, đó là cấu thành trộm, thì phạm giới trộm rồi, nhưng không thành công. Trộm cắp cũng cần có phước báo. Quý vị lấy được là vì quý vị có phước. Nếu quý vị không có phước thì lấy trộm cũng không được. Quý vị thấy những tiểu trộm có thể lấy được, đó là trong mạng họ có tiền đó nên họ mới lấy được. Trên xe có người móc túi người khác, móc túi lấy được là trong mạng họ có tiền, thì họ mới có thể móc túi được. Móc túi mà không được, quý vị còn có thể tự mình thí nghiệm thử.
quý vị đi móc túi người ta, móc không được, mà sợ rằng quý vị đến công an để thẩm tra, vào ngồi nhà giam rồi, cho nên đều là có phước báo. Đã như vậy sao còn muốn trộm cắp? Trong mạng quý vị quyết đã có, thì làm người lão lão thật thật cũng có được. Hiểu rõ nhân quả, thì quân tử hạnh phúc làm quân tử. Không hiểu rõ nhân quả mà cưỡng cầu, thì tiểu nhân oan uổng làm tiểu nhân. Đi trộm đi cướp, toàn là những thứ có trong mạng. Tại sao quý vị còn đi để tạo thêm bao nhiêu tội nghiệp? Trộm mà chưa được, thì phạm phương tiện tội. Nhưng cũng phải sám hối. Tuy không có gốc tội nặng, nhưng cũng phải tha thiết sám hối. Đem tâm trộm cắp trừ bỏ đi, miễn khỏi đọa lạc, là tương lai khỏi rơi vào ba đường ác. Đây là sám hối tâm tham của chúng ta. Muốn giữ giới thật tinh nghiêm thì trong ý nghĩ phải thanh tịnh. Quý vị sở dĩ trộm cắp chủ yếu là do tâm tham. Nếu đem toàn bộ ý nghĩ tham trừ bỏ đi, thì quý vị giữ giới trộm cắp mới được viên mãn. Cũng như sát sanh, có thể do có tham, có thể do có sân. Quý vị có thể do tham ăn mà sát sanh, có thể do sân hận, ghét người mà quý vị giết người đó. Quý vị muốn giữ giới sát được thật tinh nghiêm, thì phải đem ý niệm tham sân đoạn trừ đi. Như vậy mới gọi là trì giới tinh nghiêm. Đây là yêu cầu trong kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo. Điều giới trộm cướp giảng đến đây thôi.